Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành mất thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam sắp chia sẻ. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú á, có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay là của chị Linh. Toàn bộ những sự việc tâm linh này do chính bản thân của chị đã từng trải qua luôn. Nói sơ về hoàn cảnh gia đình của chị nha, thì cái năm đó, là chị học cấp 3, nhà của chị là ở dưới Cần Thơ. Từ trước tới giờ thì nhà của chị thì cũng không có thuộc dạng là giàu có gì, nói chung là đủ ăn đủ mặc, cũng dư giả được một chút xíu. Nhưng mà năm đó thì một cái chuyện không may nó ập tới là ba của chị bị tai nạn giao thông, sau đó là qua đời luôn. Mà từ trước tới giờ đó là tiền bạc trong gia đình là do ba của chị kiếm ra toàn bộ để mà nuôi cả nhà, nên ba vừa mất một cái là gia đình là chao đảo luôn. Thế nên chị vừa mới học xong cấp 3 thì nhà không có đủ điều kiện để mà cho chị học đại học. Thì chị cũng ngoan hiền, chị cũng biết rằng là hoàn cảnh đang như thế, nên là chị thôi, chị mới đi làm này nọ để mà lo lắng cho gia đình. Thì chị làm ở dưới Cần Thơ được một năm, thì chị mới thấy rằng là làm không được bao nhiêu tiền hết. Nên là chị mới ngỏ ý với mẹ của chị á, là chị sẽ lên cái khúc mà Bình Dương á. Tại vì thời điểm đó là ở chỗ chị ở đó, nhiều người cũng lên Bình Dương để mà làm công nhân. Thì bạn bè của chị cũng có rủ chị, nên là chị mới nói với mẹ chị như thế. Thì thôi, mẹ chị cũng bấm bụng để mà cho chị lên trên Bình Dương để mà đi làm kiếm tiền để mà về lo cho gia đình đó. Rồi chị cũng lên trên Bình Dương, thì chị ở chung với mấy người bạn của chị. Thì bạn của chị là cũng giới thiệu cho chị vào trong những cái xí nghiệp để mà làm. Chị làm đâu đó được khoảng độ là 5 rưỡi. Chị nói thì cái công việc nó nhàm chán vô cùng cực luôn. Cứ sáng đi làm, xong rồi chiều về tới nhà, lâu lâu là tăng ca thì 8-9 giờ mới về tới nhà. Rồi cứ quần quật như vậy á, quanh đi quẩn lại bốn bức tường, rồi cái máy làm ở trong cái chỗ xí nghiệp, nên là chị cũng chán. Thì chị cũng đi xin việc chỗ này chỗ kia, thì chị cũng được người ta giới thiệu là đi bán á mọi người, đi bán rau. Tại vì chị nói làm công nhân, lương nó cũng không nhiều bằng cái việc mà buôn bán ngoài chợ. Với lại chị gốc là người miền Tây mà, nên cái việc mà ăn nói rồi buôn bán đối với chị là một cái chuyện gì đó rất đổ bình thường. Thì chị có mở một cái sạp bán rau á, ở trong chợ. Chị nói là cái chợ đó đó, nó thuộc dạng là chợ đầu mối ở Thủ Dầu Một, nên là buôn bán cũng được lắm. Chỉ có điều nó rất là cực. Chị thường là phải thức khoảng độ là 3-4 giờ sáng là chị đã phải đi ra ngoài chợ để mà buôn bán rồi. Được cái là mình chủ động, mình thích thì mình bán, mình không thích thì mình nghỉ. Nên là chị cũng cảm thấy nó ổn, thu nhập nó cũng cao hơn là làm công nhân. Thì chị có quen được một người này, đó là ông chú Chí. Ông Chí là ông lái xe tải để mà giao rau cho chị đó. Chị nói là ông chú này, ông cũng đáng tuổi ba tuổi chú của chị, mà ông dễ thương lắm. Mỗi lần mà ông đem rau cho chị thì ông hay ngồi lại để mà phụ chị, với lại là tâm sự với chị. Bởi vì thời điểm đó chị còn rất là trẻ, mà chị đẹp nữa, gái miền Tây mà, trời ơi mơn mẩn luôn. Nên là ông này ông không có bậy bạ gì đâu, chẳng qua là ông nhìn thì ông xót. Ông cũng có hay nói với chị rằng là nhìn con á, là chạc tuổi con, tuổi cháu của chú, mà thấy con bươn chải sớm như vậy thấy cũng tội. Nên là mọi người á, thấy chú cháu cũng gắn bó, thì trong những lần mà trò chuyện như thế đó, là chú có ngỏ ý với lại là chị này á, là chú có một cái người cháu. Người cháu của chú á, nó cũng lớn tuổi rồi, nó cũng ba mấy tuổi, mà không thấy nó chịu cưới vợ gì hết trơn hết, mà thấy nó cũng đàng hoàng, công việc cũng ổn định. Nếu mà con thấy ưng á, là chú giới thiệu cho. Thì trong những lần mà chú mà cứ hay giới thiệu người này người kia cho chị, thì chị nói thiệt, chị cũng không có muốn bằng lòng đâu, nhưng mà chú nói hoài nên là chị cũng thôi, là cũng dạ dạ gật đầu cho chú vui. Chứ mình từ chối hoài thì người ta ngại, mai mốt là người ta không giúp đỡ mình nữa. Thì sau đó khoảng độ là 1-2 ngày sau, thì chú Chí này á, là chú chở rau cho chị. Thì chú có dẫn theo cái người cháu của chú nha. Chị nói rằng là cháu của chú cũng nhìn cũng to con, cũng phong độ dữ lắm. Có điều là bụng hơi bự, chắc là cũng có ăn nhậu. Thì chú Chí á, với lại là người cháu này là giao rau cho chị, xong rồi cũng phụ qua phụ lại. Thì cũng biết được á, là cái anh đó, ảnh tên là anh Hiệp. Anh Hiệp này á, là ảnh lái xe á, mà lái xe theo kiểu là xe đỏ, mọi người trung chuyển chỗ từ vùng này sang vùng khác. Thì nói chung là cái công việc của anh cũng khá là cực, nhưng mà được một cái mà xài xế mà lái xe đò thì tiền lương cũng nhiều.
thì chị cũng không để ý nhiều lắm mọi người. Nói chung là có người nói chuyện rồi qua lại cũng vui. Thì cái anh này là anh cũng xin số điện thoại của chị, rồi hai người cũng một khoảng thời gian nhắn tin qua lại rồi trò chuyện. Chị thì chị nói thiệt là chị cũng không ân ảnh nam cho lắm đâu, nhưng mà chị suy đi tính lại thì thân chị cũng là con gái một mình rồi xa xứ, nếu như mà có một cái người đàn ông là bên cạnh rồi quan tâm giúp đỡ mình thì cũng thuận tiện mà, cũng đâu có gì đâu mà mình mới từ chối. Với lại là anh Hiệp thì anh cũng không phải thuộc dạng là xấu xí gì đâu nha, anh cũng đẹp trai phong độ dữ lắm. Sau đó thì chị cũng nhận lời để mà quen anh này. Quen ảnh được đâu đó là một năm. Chị nói á, hai người ít khi nào mà được đi chơi lắm. Tại vì cái công việc mà chị buôn bán lúc 3-4 giờ sáng, chị bán tới trưa tới chiều thì chị cũng đuối, chị cũng mệt. Tối đó chị cũng chẳng muốn đi chơi đâu cả, chị chỉ muốn ở trong phòng trọ để mà nghỉ ngơi thôi. Còn anh Hiệp này thì ảnh lái tài xế mà xe miền Bắc miền Nam rồi vùng này vùng kia, đâm ra là lâu lâu ảnh mới được nghỉ. Nên là cái khoảng thời gian mà một năm hai người quen nhau thì cái thời gian mà gặp nhau rồi cái thời gian mà đi chơi cũng ít lắm, nên tình cảm nó cũng không có quá là nhiều. Nhưng mà cho đến một ngày á, thì chồng của chị là cái người ngỏ lời muốn cưới chị. Chị nói thiệt là chị cũng không có quá thương để mà có thể đi đến cái vấn đề mà kết hôn. Nhưng mà khi đó thì chị cũng không có nỡ là từ chối, chị mới kêu rằng là anh cho em một thời gian để mà em suy nghĩ. Thì chị về chị chằn chọc hoài à. Chị cũng hỏi bạn bè xung quanh của chị, thì bạn bè cũng nói rằng là thấy chồng của chị cũng tốt, rồi công việc cũng ổn định, thôi thì chị ưng ảnh đi. Rồi chị cũng có về dưới quê của chị nói chuyện với mẹ chị, thì mẹ chị cũng nói rằng thôi cái chuyện cưới hỏi á, thì mẹ cũng không có ép uổng gì con. Con thấy người ta như thế nào thì con cứ chọn. Cái việc mà con lấy cái người mà con thương thì con không có nên. Con nên lấy cái người mà thương con á. Cái người mà thương con thì sau này người ta mới lo lắng cho con. Chứ cái người mà con thương đi, sau này con lấy về con khổ dữ lắm. Thì chị mới nghe mọi người xung quanh là cũng động viên chị, rồi cũng kêu chị là cứ lấy anh Hiệp. Cuối cùng thì chị mới gật đầu đồng ý. Chị nói thiệt, mọi thứ nó trải qua rất là nhanh chóng. Tới khi mà chị lên xe hoa chị cưới mà chị còn không biết là tại sao chị cưới chồng nữa kìa. Thì sau khi mà chị cưới chồng á, thì gia đình chồng của chị là cũng cho chị một số tiền. Cái khúc mà đám cưới mình lướt qua đi mọi người. Tại vì từ đầu tới giờ nó chưa có cái gì gọi là tâm linh hết. Mình bỏ qua những cái lê thê ở ngoài rìa. Thì gia đình chồng chị cho chị tiền á, thì chị với chồng chị á, là cũng tính là mua một cái mảnh đất ở Bình Dương, sau đó là cất nhà. Thì may mắn là cũng tìm được một cái mảnh đất cũng khá là đẹp. Nhưng mà cái mảnh đất đó thì nó nằm trong một cái con hẻm. Cái con hẻm này là chỉ đi vừa một cái chiếc ô tô thôi. Nhưng mà bởi vì nó rẻ và nó vừa với cái số tiền mà gia đình chồng của chị cho. Nhưng mà mua được cái mảnh đất đó xong á, thì cũng không có còn tiền để mà xây nhà. Không lẽ bây giờ lại xin gia đình chồng thì chị nói thiệt rất là kỳ. Mà nhà của chị thì lúc đó đâu có còn tiền đâu để mà có thể cho chị để mà xây nhà. Thì chị mới ngỏ ý với chồng chị là thôi bây giờ là vợ chồng mình á, là thuê phòng trọ đi, hai vợ chồng mình ở phòng trọ đỡ, rồi cố gắng làm lụm để mà để dành tiền, sau đó là xây nhà cất nhà lên sau cũng được. Thì chồng chị cũng đồng ý. Thì cái người mà bán đất cho chị á cũng chính là cái người chủ phòng trọ luôn. Có nghĩa là cái nhà của cái ông mà bán đất nó như thế này nè mọi người, là trong cái con hẻm đúng không, là nhà ông đây, tiếp theo đó là có 4 cái phòng trọ, 1, 2, 3, 4. Thì cái phòng trọ mà chị ở, chị thuê sắp tới á, là cái phòng số 4. Thì kế bên cái phòng số 4 chính là cái mảnh đất mà cái ông chủ trọ, ổng bán cho nhà chị. Tại vì thời điểm lúc đó là không biết làm sao, nhưng mà ổng thiếu nợ hay gì đó, nói chung là chị không biết cụ thể. Chỉ biết là ổng bán cái mảnh đất đó rất là gấp, nên là chị mua được với một cái giá khá là rẻ. Rồi sau đó chị lại tiếp tục là chị thuê phòng trọ kế bên cái mảnh đất đó luôn. Thì ông này với chị là cũng đồng ý làm giấy tờ xong xuôi hết. Thì chị với chồng chị là dọn vào trong cái phòng trọ đó để mà ở. Để mà Nam miêu tả về cái phòng trọ này cho mọi người hình dung nha. Nó không quá lớn, nó khoảng độ là 4 x 5 m². Và nó có một cái căn gác. Ở cái căn gác á, là có một cái cầu thang đi xuống. Thì cái cầu thang đi xuống nó nằm kế bên một cái cửa sổ bên này nè. Thì cái cửa sổ này là nhìn thẳng ra được cái hướng của cái mảnh đất nhà chị. Thì chị với chồng chị dọn vào đó ở. Nhưng mà nói thiệt là chị ở nhà một mình thường xuyên lắm. Do tại vì là chồng chị thì lái xe đò, mọi người biết rồi đó. Lái xe đò thì thường xuyên mà đi đêm, đi hôm. Nên là chị ở đây một mình. Nhưng mà chị nói á, là trong suốt khoảng độ là 6 tháng chị ở trong cái phòng trọ đó, chị chưa từng gặp bất cứ một cái chuyện gì.
cho tới thời điểm lúc đó là nó rơi vào tháng 9 thì mới bắt đầu có những cái chuyện tâm linh xảy ra đối với chị. Cái ngày hôm đó thì chồng của chị là cũng có một cái chuyến lái xe đi, thế nên là chị ở nhà có một mình thôi. Chị thì thường là ngủ rất là sớm, bởi vì chị phải thức vào khoảng độ là 3-4 giờ để mà chuẩn bị ra ngoài chợ để mà buôn bán đó. Thì cái đêm hôm đó sau khi mà cơm nước xong xuôi thì chị lên trên giường, là lúc đó là khoảng là 9 giờ đêm. Chị nằm chị ngủ. Bình thường á là chị chỉ ngủ ở dưới nhà thôi, chứ chị không có ngủ ở trên cái gác á mọi người. Trên gác là chị dùng để mà đựng gối, đựng mền, rồi những cái vật linh tinh, cứ lên trên nó lấy đồ xong mà chạy ở dưới á, xong mà ngủ. Thì chị đang nằm ngủ như vậy nha, tự nhiên chị bị giật mình tỉnh giấc. Bởi vì chị nghe thấy từ ở trong cái toilet của nhà trọ của chị á, là có một cái tiếng hú. Mà cái tiếng hú này chị nói thật, tiếng người cũng không đúng, mà tiếng động vật cũng không đúng luôn. Mà cái tiếng hú á, lâu lâu là nó có xen lẫn những cái tiếng rên, giống kiểu vậy nè. Giống như là ai đó là bóp nghẹn cái cổ họng của một người nào đó, rồi cái người đó là cứ rên la ú ớ thôi. Thì chị mới nghe thấy như vậy, chị rất là sợ chứ. Tại vì chị dù sao cũng là phụ nữ, cái phòng tối thui thui hùi như vậy, nhưng mà tự nhiên ở trong toilet nó có những cái tiếng hú, chị sợ. Nhưng mà chị vẫn phải đi vào bên trong để mà coi thử như thế nào. Chị chắc chắn rằng là trong cái phòng trọ này không có một ai có thể đột nhập vào được, tại vì chị đã khóa cửa rất là cẩn thận, cửa sổ cũng khóa, mà cửa ở trong nhà cũng khóa luôn. Thì chị mới mon men. Cái lúc mà chị đi tới gần cái toilet, cái tiếng hú đó nó vẫn không ngừng phát ra. Cú hú 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 thôi. Đến lúc mà chị bật công tắc, chị vô trong một cái thì không hề thấy bất cứ một cái gì hết. Cái toilet nó im ru luôn, cái tiếng hú nó dừng lại. Thì chị mới nhìn tới nhìn lui, chị mới suy nghĩ, ủa sao tự nhiên lại có tiếng hú đó? Hay là cái mảnh đất ở phía sau cái phòng trọ mà nằm sát với cái vách tường của cái nhà vệ sinh này á, là có con chó nào nó hú đêm hay ta? Hay là cái con gì đó? Thì chị nghĩ ngợi một hồi, chị cũng cho qua luôn. Đến khi mà chị quay trở lại, chị nằm ngủ á, thì chị mới nằm chút xíu á, chị lại nghe thấy những cái tiếng hú, những cái tiếng rên từ ở trong toilet. Chị ngồi phất dậy là chị chạy vào thiệt nhanh, chị bật đèn lên để mà coi thử coi là cái gì. Nhưng mà vẫn không hề có luôn. Rồi chị lại quay lại giường chị nằm, thì nó lại hú nữa. Có nghĩa là nguyên một cái đêm đó nó cứ làm liên tiếp 3-4 lần. Thì chị mới nghĩ trong đầu rằng có khi nào là do gió nó lùa vào trong cái khe của cái mái tôn của cái nhà trọ này, nên là nó mới phát ra những cái âm thanh đó không. Nên là chị cũng bớt sợ phần nào. Chỉ có điều là nó làm phiền chị quá, chị không có ngủ được. Chị tính là sẽ sớm ngày hôm sau chị sẽ nói với lại là chủ nhà. Nhưng mà chị cứ nằm như vậy tới 3-4 giờ sáng thì chị mệt quá mọi người. Chị không thể nào chị đi ra ngoài chợ để mà buôn bán, nên là chị quyết định là sớm ngày hôm đó chị nghỉ luôn. Nhưng mà khi mà chị không đi làm vậy á, là cả cơ thể chị bắt đầu nó nặng chịu, giống như là bị ai đè vậy đó. Chị cứ vật vờ tới độ là 8-9 giờ sáng. Lúc đó là chị thấy là nắng nó xuyên qua từng cái khe của cái cửa sổ, len lói vào trong phòng của chị rồi. Nhưng mà cả cơ thể của chị không nhúc nhích được luôn. Nó cứ nặng chịu. Mà mồ hôi nó cứ tuôn. Nó ướt hết toàn bộ tóc của chị, mà nó thấm lên trên cái gối, mà chị cảm giác là nó bích rích luôn. Nhưng mà người chị mệt lừ luôn mọi người, giống như là chị bị phát sốt vậy đó. Thì trong cái lúc mà chị đang mệt mỏi như vậy thì tự nhiên có một cái bàn tay á, nó đưa lên trên trán của chị, nó sờ. Rồi nó mới thốt ra một cái câu, hình như là bị sốt rồi. Thì lúc đó chị mới mở mắt ra, thì chị mới thấy là cái ông chủ nhà trọ, ông ở kế bên. Thì chị mới lồm cồm, chị mới nói chuyện là Ô chú. Thì ông này ông nói rằng chắc là con bị sốt rồi đó, thôi con đợi chú một tí nha. Chú kêu cô là đi mua thuốc hạ sốt cho con uống, rồi đem vào đây làm cho con ít cháo, con ăn con uống cho con đỡ sốt. Hồi nãy chú đi ngang qua mà chú nghe thấy tiếng con hở ú ớ ú ớ trong phòng, thì chú mới thấy vậy. Chú nhìn thì thấy con vật vã lắm, thì chú nghĩ là con chắc bị bệnh vậy đó, nên là chú mới coi thử như thế này nè. Thôi con yên tâm đi, đừng lo, có gì là chú với lại là cô lo cho con. Mọi người có thấy cái chi tiết lạ gì ở đây không? Rõ ràng là cái phòng của chị vào tối đêm hôm trước
là chị đã khóa cửa từ phía bên trong. Vậy tại sao từ cái lúc sáng sớm mà cái ông chủ trọ ông lại có thể vô được trong phòng của chị? Nhưng mà lúc đó chị quá là mệt nên là chị chưa nghĩ tới cái vấn đề đó. Thì một hồi sau á, là vợ của cái ông chú đó là bà cô cũng tới đưa thuốc hạ sốt cho chị uống, rồi cũng cho chị một ít cháo, nên là chị cũng đỡ mệt nha. Thì chị cũng có hỏi lại á, thì cô mới nói rằng là chú buổi sáng chú đi tập thể dục đó, thì chú đi từ nhà của chú đi xuống, kiểu như là đi ra cái khúc mảnh đất để mà đi qua đi lại, thì mới thấy là cái cửa phòng của chị là nó mở ra. Nhưng mà thấy chị ở trong đó mà cứ ú a ú ớ, thì ông chủ nhà trọ đó, ổng mới đứng vào trong, ổng mới hỏi rằng là cái gì vậy con. Nhưng mà chị vẫn không trả lời, chị cứ ú ớ rồi chị cứ nằm vậy thôi. Mà thấy mồ hôi một kê nhễ nhão, thì ổng tưởng là chị bị gì, thì ổng mới chạy tới, ổng sờ tay chị thì thấy nóng hổi hả, nên là mới rờ lên trên trán mới biết là chị bị sốt, thì mới nói như vậy. Sau đó rồi về giờ cô á, là vợ của ổng á, qua để mà chăm sóc cho chị. Thì chị cũng cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà lúc đó thì chị mới chợt nhớ ra, ủa, rõ ràng là mình khóa cửa rồi, thì làm sao sáng sớm mà tự nhiên cái cửa nó lại mở ra như thế. Thì đó chính là một cái đêm và những cái câu chuyện rất là kỳ lạ chị mới bắt đầu chị chấm hỏi. Cho đến khi mà chồng của chị về đó, thì chị mới kể lại cho chồng chị nghe. Thì chồng của chị mới phân tích, mới giải thích cho chị như thế này. Có thể rằng là do hôm trước là chị làm nhiều quá nên là chị mệt. Thì chị mệt nên là chị chuẩn bị là bệnh á, rồi phát sốt, nên là đêm tối hôm đó là chị chưa có khóa cửa. Nhưng mà chị nhớ nhầm là chị khóa cửa, rồi kiểu như là đầu của mình nó đau quá nên là nó mới đinh tai nhức óc. Chị mới nghe thấy những cái tiếng kỳ lạ ở bên tai của chị. Nhưng mà cho tới khi mà chị đi lại thì nó hoàn toàn biến mất, do kiểu như là mình vận động thì mình không có bị ù tai nữa. Rồi chị bị sốt nên là chị mới hoang tưởng như thế thôi. Thì chồng của chị mới phân tích cho chị như vậy. Thì chị nghĩ mọi một hồi chị thấy cũng hợp lý. Chị không có nghĩ tới vấn đề tâm linh đâu, do tại vì chị đã ở trong cái phòng trọ này 6-7 tháng rồi. Nếu như có đó thì nó đã có từ những cái thời điểm đầu, tại sao tự nhiên bây giờ nó mới xuất hiện, đúng không? Nên là chị cũng cho qua luôn. Thì sau đó vài ngày chồng của chị lại tiếp tục đi làm. Thì cái buổi trưa ngày hôm đó chị đang buôn bán, thì tự nhiên chị nhận được một cái tin nhắn từ một cái số điện thoại lạ nha. Thì cái người đó mới nhắn cho chị như thế này: cô cũng không cần biết tôi là ai đâu, tôi là chỉ muốn giúp cho cô thôi. Chồng của cô là ở bên ngoài là cặp bồ cặp bịch rất là nhiều luôn, nên tốt nhất cô coi lại cẩn thận chồng của mình đi. Tự nhiên cái chị nhận được cái tin nhắn đó. Nhưng mà từ trước tới giờ là chồng của chị cảm nhận rằng rất là đàng hoàng, không có cái chuyện mà như thế. Và chị cho rằng đây chỉ là những cái tin nhắn rác, hoặc là những cái tin nhắn lừa đảo, hoặc là ai đó nhắn nhầm, nên là chị mặc kệ, chị không có quan tâm luôn. Cho tới buổi chiều tối ngày hôm đó thì chị cũng cơm nước xong, thì chị chuẩn bị là chị đi ngủ. Thì chị phải lên trên cái gác á, để mà chị lấy mền gối xuống để mà chị đi ngủ. Thì cái lúc mà đi lên trên như vậy lấy không sao, nhưng mà lúc đi xuống á, chị mới để ý lại cái cửa sổ mà ở ngay cái cầu thang á, nó bị gió thổi đập mở toang ra. Thì chị tính là chị vớ chị gài cái cửa sổ lại. Thì chị mới nhìn thấy từ xa là ở ngay cái mảnh đất mà nhà chị á, chồng chị với chị đã mua đó đó. Thì chị mới thấy là bóng dáng của một ai đó, là bóng dáng của một cái người đàn ông nha. Nhưng mà nó đen thui thù lùi à. Nó đen mà nó đen còn hơn là cái bóng đen nữa. Thì chị mới nhìn thấy là cái người đó từ từ mới quay ra nhìn chị, rồi đi thẳng về phía chị. Lúc đó chị sợ dữ lắm nha. Tim chị đập thịt. Chị sợ tới mức mà miệng của chị là ú ớ, chị không thốt ra được lời nào, cơ thể là tê dại luôn. Bất ngờ là chị té phịch xuống dưới đất. Thì chị mới thấy là cái bóng đen nó đi từ từ mà đi theo kiểu lả lướt rất là nhanh. Thì cái tay của người đó mới cầm vào trong cái thanh sắt, rồi mới lú cái đầu vào. Chị nhìn rõ nha, là cái đầu đó nó đen thui thùi lùi, mà tóc theo kiểu là tóc quăng á, mà giống như là bị cháy vậy đó, nó cứ xén chỉ lên. Mà cái đôi mắt thì nó đỏ ngầu à. Thì cái người đó là mới lú cái đầu vào trong cái song sắt, mà cái song sắt nó nhỏ hơn cái đầu. Vậy mà cái đầu của cái người này là giống như là bị ép lại, mọi người, ép xong rồi chui tọt vô như vậy nè. Xong rồi trợn mắt lên nhìn về phía chị. Thì lúc này là chị nói là muốn đái ra quần luôn, sợ quá là sợ, nên là chị ngất xỉu. Cho tới khi mà chị tỉnh dậy thì chị mới nhìn thấy là chị đang nằm, có gối có mền đầy đủ, cái cửa sổ cũng đóng, mà cái cửa phòng chị nó cũng đóng luôn. Ủa là sao? Là từ nãy tới giờ chị chỉ nằm mơ thôi à? Nhưng mà chị khẳng định luôn, chị không thể nào mơ được.
Tại vì lúc đó là chị mới dọn dẹp nhà cửa xong, chị đi lấy mền gối làm sao mà mơ. Mơ gì đâu mà nó chân thật tới một cách lạ thường. Kể từ thời điểm đó thì cơ thể của chị có những cái dấu hiệu rất là lạ. Chị đi làm, chị buôn bán á, nhưng mà người của chị nó cứ thơ thơ thẩn thẩn thôi. Nhiều khi khách hỏi chị hả mấy lần mấy lượt luôn thì chị mới trả lời cho được. Đầu óc nó cứ như là lên trên mây vậy đó. Và chị vẫn nhận được những cái tin nhắn mà người ta nói rằng là chồng chị có bồ. Chị gọi lại á, thì ở bên kia người ta không nghe. Lúc đó chị bực mình dữ lắm. Thì chị cũng tính là chị sẽ nói chuyện trực tiếp với chồng chị. Nhưng mà mỗi lần mà chị tính nói chuyện với chồng chị, tự nhiên cái chị quên đi cái chuyện đó. Rồi hai vợ chồng cứ bình thường thôi. Nhưng mà chồng chị không ở nhà thì chị lại nhớ lại là người ta nhắn tin chồng mình có bồ như vậy đó. Thì cũng muốn hỏi chồng. Nhưng mà mỗi lần mà chị cứ muốn hỏi chồng chị là giống như rằng có ai đó ngăn cản, làm cho chị không có hỏi được luôn. Cho tới cái buổi tối ngày hôm đó nha, là người ta có nhắn tin cho chị. Người ta có nói rằng là chồng của chị là không phải đi làm đâu, mà chồng chị là đang ở trong cái khách sạn, ở cái địa chỉ đó đó, rồi kêu chị là hãy tới đi. Thì chị lúc này là chị không tin. Nhưng mà chị nhiều lần quá rồi, đâm ra bây giờ là chị cũng muốn coi thử coi đó thiệt sự là vậy hay không á. Thì chị có bắt xe ôm á, kêu người ta là chở chị tới cái chỗ đó. Nhưng mà khi mà người ta sắp chở chị tới cái chỗ đó thì chị lại không dám tới mọi người. Chị lại kêu ông xe ôm á, là chở chị tới cái chỗ mà cây cầu đi, ngay cái chỗ mà quán cà phê cho chị ngồi tí. Thì trong cái lúc đó chị không biết làm sao, mà vừa muốn tới để mà coi thử coi là chồng mình có thiệt sự là có bồ hay không đó, nhưng mà vừa lại là không dám tới. Thì trong cái lúc mà chị cứ đấu tranh suy nghĩ như vậy hoài đó, thì chị cứ đi thẫn thờ, tới khi mà chị sắp là chị leo ra khỏi nhảy cầu luôn á, thì người ta hô hào, người ta mới chạy tới, người ta mới kéo chị. Thì cái ông mà xe ôm mất cái mặt ổng xanh lè luôn. Ổng mới nói chị là trời ơi cô ơi, cô làm gì vậy? Có chuyện gì thì cô bình tĩnh, tại sao mà cô nghĩ quẩn như vậy? Thì chị nói thiệt lúc đó chị không biết gì cả. Chị á, bị mọi người chửi quá trời chửi là sao mà chị đi nhảy cầu á. Chị cũng có cảm ơn, rồi chị mới nói với mọi người rằng là đầu óc của chị đang rối nùi lắm, có nhiều chuyện chị đang suy nghĩ, nên là cái cơ thể của chị nó tự động như vậy luôn. Chị cũng biết tại sao tự nhiên chị lại leo ra cầu, chị muốn nhảy xuống. Thì mọi người là cũng thở vào nhẹ nhõm là biết rằng là chị không có ý định tự vẫn. Thì bây giờ là chị mới chốt luôn. Chị mới kêu là cái ông xe ôm á, là chở chị tới cái chỗ đó. Thì chở tới đúng cái địa chỉ, đó là một cái khách sạn nha mọi người. Thì ở phía bên đường á, là có một cái tiệm cà phê mà nó bán theo kiểu là xuyên đêm á, cho những cái người mà tài xế người ta chạy. Thì chị không có dám vào trong cái khách sạn đó, mà chị ở bên cái quán cà phê đó, chị đợi nha mọi người. Chị đợi từ đêm cho tới sáng luôn, để mà chị đợi coi đúng thật sự là chồng chị có đi ra hay không. Thì chị có năn nỉ cái ông lái xe ôm á, là ở lại với chị đi, thì chị sẽ trả cho ổng 1 triệu luôn, coi như là ổng ở lại để mà ổng chờ chị. Chứ nếu như mà thiệt là có đánh ghen hay như thế nào mà thân chị một mình thì chị đâu biết làm sao đâu. Thì chị kêu cái ông đó là cứ đợi chị thôi. Thì ổng cũng đồng ý, ổng nhận tiền rồi đợi. Là chị và ổng là đợi từ đêm cho tới sáng. Thì đúng thật là khoảng độ là 6-7 giờ sáng gì đó, thì thấy từ trong cái khách sạn này bước ra là chồng chị cùng với một cái cô gái khác, là tay trong tay. Trời ơi chị nhìn, trời chị nóng máu chị luôn nha. Thế là chị bay vào luôn, là chị combat với lại là chồng của chị. Tất nhiên là chị không đánh cô đó. Thì chị mới nói hả, chị chửi: tôi ha, được người ta nhắn, người ta báo rằng là anh có bộ có bịch, mà tôi không tin. Từ trước tới giờ là tôi luôn luôn hả tin tưởng anh, vậy mà bây giờ tôi bắt anh tại trận, là từ trong khách sạn đi ra với cái cô này, tại sao là anh đối xử với tôi vậy? Là làm quá trời làm đúng mọi người, là xèo luôn. Lúc đó chị vừa buồn, chị vừa tủi mà chị tức dữ lắm. Thì chị khóc nhiều, chị mới nhờ cái ông xe ôm là chở chị đi về dưới nhà của ba mẹ chồng của chị, để mà kể cái chuyện này cho ba mẹ chồng của chị nghe, để mà cho ba mẹ chồng chị xử lý chồng chị, chứ chị cũng không có muốn can thiệp gì nhiều. Thì trong cái lúc mà giằng co như vậy á, là cuối cùng là chị cũng lên trên xe của ông xe ôm để mà đi nha. Thì chồng của chị á, là lấy xe để mà dí theo. Chồng chị dí theo theo kiểu là năn nỉ chị á, là đừng có về nói với ba mẹ, để có gì rồi hai vợ chồng mình giải quyết, rồi anh xin lỗi em. Nói chung là chị thấy á, là cái thái độ chồng chị lúc đó vẫn rất là thương chị nha. Nhưng mà chị tức lắm, do tại vì chị cũng là phụ nữ mà, làm sao mà chị chấp nhận được cái việc mà chồng của mình lại chung chăn gối với một cái người phụ nữ khác. Nên là chị cứ kêu cái ông mà lái xe ôm chở chị đi, cho tới khi mà từ phía đằng sau nha, chị nghe một cái tiếng rầm rất là lớn.
chị quay lại thì chị nhìn thấy là chồng của chị đã tông vào trong một cái gốc cây ở bên đường, xe lăn lóc ngoài đường luôn, chồng chị nằm vật ra mà máu bắt đầu tuôn tuôn tuôn. Thì chị hoảng quá, chị mới kêu là cái ông lái xe ôm là dừng xe lại. Thì chị nhảy xuống xe, chị chạy tới, chị ôm chồng chị, mà lúc đó nó là chồng chị là mắt trợn lên rồi, mắt hả, mũi máu từ ở trên đầu nó chảy ra, mà chồng chị theo biểu bị co giật á. Trời, xung quanh người ta hô hào quá trời, người ta mới gọi là xe cấp cứu tới, thì đưa chồng chị vào bệnh viện, thì chồng chị mất luôn. Kiểu như là ở trên đường đó là chồng chị bị chấn thương sọ não nặng quá đó mọi người. Chồng chị dí theo chị, nhưng mà chồng chị không kịp đội nón bảo hiểm nên là tông vào trong cái cây mà cây bên đường á, rồi bị chấn thương rồi chết. Trời ơi, chị khóc quá trời khóc, chị đau đớn. Chị mới bắt đầu là gọi nhà chị, xong rồi gọi ba mẹ chồng của chị lên trên tới đây. Những người mà người ta chứng kiến á, người ta nói, người ta thấy là chồng của chị đang dí theo chị như vậy. Tự nhiên không biết tại sao là chồng chị tự bẻ tay lái, sau đó là đâm thẳng vào trong cái cây đó, nên mới dẫn tới cái việc mà vong mạng. Còn chị á, chị có kể lại cái chuyện mà chồng chị đi với cái cô này cô kia. Thì gia đình chồng của chị mặc dù là đã mất đi một cái đứa con rồi, nhưng mà cũng yêu thương chị lắm và cũng không có trách chị. Cái chuyện này là cái chuyện ngoài ý muốn. Thì gia đình là cũng tổ chức tang lễ đầy đủ hết trơn. Tự nhiên cái bao nhiêu chuyện nó ồ ạt tới cùng một lúc luôn, làm cho chị rất là hoang mang. Khoảng thời gian sau thì chị ở lại với nhà chồng của chị. Thì khi mà chị ở nhà chồng của chị sau khi mà chồng chị chết á, thì chị liên tiếp là bị hồn nhát và nằm mơ thấy những cái giấc mơ rất là kinh dị. Có những hôm á, là chị đang theo kiểu là xếp mền gối để mà chuẩn bị đi ngủ, thì chị cảm giác là ở phía đằng sau lưng của chị rất là lạnh. Thì chị quay đầu lại chị nhìn á, thì chị thấy có nguyên một cái cặp mắt đỏ rực với một cái bóng đen đi lướt ngang qua luôn. Chị sợ, chị nhảy thoát lên trên giường. Thì chị cứ cho rằng là có khi nào là chồng của mình lên thiên rồi chồng của mình quay về để mà gặp mình hay không. Thì chị cũng vái lại, chị kêu anh ơi, em là em sợ mấy cái chuyện này lắm, nếu như mà anh lên thiên anh về đó thì anh làm ơn anh đừng hụ nhát em nha, em sợ dữ lắm. Thì sau đó chị nằm ngủ không có gì, nhưng mà mấy đêm sau chị cứ nằm mơ thấy chồng của chị nha, là làm cái chuyện đó đối với chị với mọi người. Thì trong cái giấc mơ là cái vía của chị, là chị không có nhớ là chồng chị chết. Cho tới khi mà làm xong xuôi thì chị mới giật mình, thì chị thấy là cả người của chị là quần áo nó xộc xệch, mà mình mẩy nó ê ẩm lắm, mà giống như là vừa mới trải qua cái chuyện vợ chồng thiệt sự vậy đó. Nhưng mà cho tới cái đêm thứ ba, chị nói là cái đêm hôm đó chị cũng nằm ngủ như vậy, thì chị thấy là có nguyên một cái người to cao lực lưỡng đứng ở bên giường của chị, mới bắt đầu là đưa cái đầu sát vào trong người chị nha, đưa tay đặt lên trên tay chị, đè chị xuống như vậy nè, xong rồi là mân mê từ trên đầu xuống dưới cổ. Lúc đó đó là chị nghĩ trong đầu chị là chồng của chị, nhưng mà cho tới khi chị nghe thấy tiếng của chồng chị kêu rằng em ơi em ơi em ơi, thì chị mở mắt ra thì chị mới thấy một cái cảnh tượng là như thế này, là có nguyên một cái cục đen thui thụi lùi nó bò ở trên cái ngực chị, nó đang mân mê chị nè. Nhưng mà chồng chị thì đang đứng ở cuối giường, mà mình mẩy của chồng chị từ đầu xuống dưới chân nha, máu me không mà. Thì chồng chị mới la, mới kêu chị rằng em ơi không phải anh đâu, không phải anh đi, chạy đi chạy đi. Thì lúc mà chị nhìn thấy cái cục đen đó là chị muốn la lắm, nhưng mà cái mồm của chị giống như là bị khâu lại từng cái lưỡi kim với sợi chị, nó khâu miệng chị lại dính chặt rồi nha, chị không mở ra được. Thì cái cục đen thui đó nó ngước lên, nó mới nhìn chị nha. Chị thấy là cái mặt của nó giống như là bị cháy vậy đó mọi người, nó nổi vảy lên mà đen thùi lùi. Thì nó mới quay ra là chồng chị với là cái cục đen đó là mới vật lộn với nhau. Chị chứng kiến thấy rõ luôn nha, là cái bóng đen đó nó nắm đầu chồng chị mà nó đập liên tiếp lên trên tường, mà đập tới đâu là chị nghe thấy những cái tiếng mà bon 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 tới đó, rồi máu nó không ngừng tuôn rơi luôn. Cho tới khi mà chị sợ quá, chị mới vùng người một cái, thì tất cả nó biến mất giống như là một cái làn sương khói. Chị mới vội là chạy qua bên phòng của ba mẹ chồng á, chị khóc rồi chị kể lại cho ba mẹ chồng của chị nghe. Thì khi đó là mẹ chồng của chị nha, cũng là một người khá là tin vào tâm linh, thì sớm nhậm sau là mẹ chồng của chị là dẫn chị đi tới nhà của một người thầy. Cái người thầy này á, khi mà vừa nhìn thấy chị là mặt ổng là tái liền luôn. Thì ổng mới kêu chị vào bên trong để mà cho ổng coi. Thì ổng mới lấy từ phía đằng sau lưng của ổng á, là có một cái chai mọi người. Chị không biết cái chai đó là gì, nhưng mà ở bên trong nó màu trắng.
thì ổng mới ngụm vào trong miệng xong ổng phun hết lên trên người chị. Thì chị lúc đó chị mới biết đó chính là rượu. Ổng mới nói á, là trên người của chị âm khí nhiều lắm, mà theo như mà ổng đấm độn á, là ổng cũng biết xương xương rồi. Thì ổng mới kêu mẹ của chị á, là đi mua đồ về để mà cho ổng cúng kiến, để mà ổng kêu binh của ổng đi giải quyết. Thì thiệt sự là hai mẹ con chị không hiểu gì cả, nhưng mà thôi ổng nói sao thì cứ nghe vậy đi. Thì lúc mà mẹ mua đồ về cho ổng cúng kiến á, thì theo như mà ổng nói đơn giản sau này nha, ổng nói rằng là có một cái vong nha, mà cái vong này gọi là vong ngải, là nuôi từ cho một cái cây ngải. Cái cây ngải đó là có cái vong này nè, thì cái vong đó nó đi theo để mà nó ám chị, và nó cũng chính là cái người đã hại chết chồng của chị luôn. Thì ông này là ổng cúng để mà ổng kêu binh của ổng là đi bắt cái vong về để mà hỏi. Thì cái chuyện mà ổng với binh của ổng làm rồi hỏi ra như thế nào thì chị thật sự là người thường, chị không biết được, chỉ là nghe được qua cái lời mà ổng nói thôi nha. Thì đầu đuôi cái câu chuyện nó mới hé lộ ra cái sự thật là như vậy. Cái thời điểm mà trước khi mà chồng chị quen chị đó, thì chồng chị cũng thuộc dạng là cặp người này cặp người kia, kiểu như là tài xế mà lái xe đó. Đâm ra là quen bồ bịch khắp nơi hết. Thì trong những người mà chồng của chị quen thì có cái cô đó. Cái cô này cổ thuộc dạng là gái làng chơi, ai cổ cũng chơi hết. Nhưng mà cổ dường như là thật lòng với lại là chồng của chị, nhưng mà chồng của chị thì không có ưng cô đó, chơi giống như là chơi qua đường thôi. Cho tới khi mà chồng chị lấy chị, thì chồng chị thương chị cũng một phần là do chị kiểu gái quê, nhưng mà chị ngoan hiền, chị lễ phép, chứ không phải là gái ăn chơi như cái cô đó. Thì cái cô này cổ rất là ganh ghét nha. Cổ nói với chồng của chị rằng nếu như mà không có muốn cổ phá hạnh phúc gia đình thì phải tiếp tục qua lại với cổ. Thật ra thì chồng của chị là thương chị, nhưng mà chồng của chị cũng không muốn biết chị biết về cái quá khứ của chồng chị là có quen những cái cô gái như thế. Nên là chồng của chị cũng ngậm ngùi, là cô này là cứ một tháng 2-3 ngày đó là bắt chồng chị là đi qua để mà ăn nằm với cổ. Nhưng mà cái cô này cổ không có vừa mọi người. Cổ đúng là kiểu phụ nữ mà ganh ghét. Thì cổ là có đi kiếm thầy bà để mà nuôi một cái cây ngải. Trong cái cây ngải đó là có vong. Thì cổ cũng biết được là tên tuổi ngày tháng năm sinh của chị. Thì cổ chỉ cần hỏi chồng chị là ra thôi. Thì cổ mới kêu cái vong đó là đi hại chị. Nhưng mà cái vong này đúng thiệt là nó hại chị. Bởi vậy là chị mới thấy những cái điều kỳ lạ ở trong cái nhà trọ đó mọi người. Chứ thật ra là trong cái nhà trọ đó không hề có ma quỷ gì cả. Nhưng mà cái vong ngải này á, nó là vong nam, và nó lại thích chị nữa mọi người. Thì đâm ra là nó đi hại chị, nhưng mà nó lại thích chị. Thì bây giờ là nó lại hại ngược chồng chị. Cái ngày á mà chị bắt gặp chồng chị mà đi ăn nằm với cô này ở trong khách sạn, thật ra cũng là do cô này nha. Cô này cổ cũng muốn là chồng của chị á với chị là rạn nứt với nhau, rồi chị thấy cái cảnh đó thì chị sẽ bỏ, thì cô này cô sẽ chiếm đoạt được chồng của chị. Nên là cô thường xuyên là cô gửi những cái tin nhắn đó. Nhưng mà ai về đâu, cái vong mà sai để mà đi hại chị đó thì lại thích chị. Nên là nó không hẳn là nó hại chị, mà cái lúc mà hai vợ chồng mà dí nhau trên đường mà chị ở trên xe ôm á, thì cái vong đó là nó bẻ tay lái, nó làm cho chồng của chị là đâm vào trong một cái cây ở bên đường, sau đó là vong mạng luôn. Nhưng mà chồng chị thì thương chị, đâm ra là hay hiện về để mà bảo vệ chị. Thì cái vong đó nó cứ dê chị hoài, thì chồng chị mới đứng ra để mà bảo vệ chị. Thế nên là mới có được cái cảnh mà chị nhìn thấy chồng chị với lại là cái vong đó đánh nhau với nhau. Thì ông thầy này ổng cao tay lắm, ổng mới kêu binh của ổng là tới mười mấy người bắt được cái vong đó. Thì mới tra khảo thì mới hỏi ra được là cái sự thật là như thế. Thì đó là toàn bộ cái câu chuyện mà chị đã trải qua. Thì chị mới nhắn tin kể lại cho Nam nghe. Thì ở dưới cái câu chuyện này chị cũng có nói luôn rằng là chị là một người không giỏi về viết lách. Đâm ra là chị viết không có chuẩn. Rồi chị kể nó cũng không có chi tiết. Rồi nó cũng không có rửa kiểu như liền mạch đó mọi người. Nên là mong mọi người thông cảm. Và Nam thì Nam cũng chỉ đọc lại rồi như thế nào thì Nam kể thôi. Nên là nó không phải là cái câu chuyện theo kiểu là mình viết văn hay gì đó. Nên là Nam thấy nó cũng hơi lủng củng chỗ này, hơi lủng củng chỗ kia. Nhưng mà đó cũng là một cái câu chuyện bi thương mà chính bản thân chị cũng đã trải qua. Và chị cũng đã rất là cố gắng để mà có thể vượt qua được những cái ngày tháng đó. Mọi người thấy sao về câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.